Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không ai có khả năng tư duy nhanh nhạy như họ, có tài nhìn xa trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng. Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Tỵ mệnh hỏa đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ xa xỉ, quyền lực. Họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người nể phục, kính trọng. Hơn thế nữa, khi giải quyết một vấn đề, họ sẽ không bao giờ nóng nảy, tùy tiện, bởi tuổi Ất Tỵ hiểu rõ, sự vội vàng sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Không ai có thể suy luận sắc bén, chính xác bằng tuổi Ất Tỵ. Vì thế họ trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong mọi công việc. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Phần tổng quan của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là người có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn thận. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng kỳ thực, nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Họ rất thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2021 cho rằng, trong tháng này, các bác tuổi Ất Tỵ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các bác cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng và chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh và suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc các bác đang tiến hành triển khai. Ất âm mộc gặp giáp dương mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Các bác nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Ngoài ra, năm 2021, thái tuế là Sửu để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Xem tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch cho thấy tháng này với những bác làm kinh doanh sẽ gặp may mắn khi sự nghiệp đang đứng về phía các bác. Tuy nhiên, các hợp đồng và các cuộc gặp gỡ đối tác sẽ tương đối nhiều
khiến các bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với những bác đang làm công, ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, các bác sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, điều này sẽ khiến các bác cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong một công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của các bác phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình. Ngay cả khi các bác không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Ất Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều bác tuổi Ất Tỵ. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế cũng không cao. Mức chi tiêu của các bác trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện các bác không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa các bác thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có thể thu thập được ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy các bác đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ, thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà các bác tuổi Ất Tỵ phải đối mặt. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, các bác hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh các bác. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Phương diện tình cảm của các bác tuổi Ất Tỵ 1962 trong tháng này không thật sự khởi sắc. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác đã sống quá nửa cuộc đời, các bác biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ngoài ra ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bác đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đồng thời, các bác đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Đặc biệt, Thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo, vòng gỗ huyết long hay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng 5 âm lịch, các bác tuổi Ất Tỵ tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn và không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, kênh phong thủy Gia Cát vẫn nhắc nhở các bác tuổi Ất Tỵ cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt.
Các bác có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến các bác không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên vậy. Chính vì vậy trong thời gian này, các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Ất Tỵ sinh năm 1965. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Ất Tỵ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, kết thúc vào ngày 30 tháng 5, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ có nạp âm là Bích Lịch Hỏa. Tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần, tuất thành Hỏa Cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Trong tháng các bác tuổi Ất Tỵ cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 5, từ ngày 20 tháng 6 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Hợi. Thứ hai ngày âm lịch 23 tháng 5, từ ngày 2 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các bác tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Ất Tỵ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 8 tháng 5, tức ngày 17 tháng 6 dương lịch, nạp Giáp, Bính Thân, nạp âm, Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 5, tức ngày 29 tháng 6 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Thân, nạp âm, Đại Dịch Thổ. Thứ ba ngày âm lịch 25 tháng 4, tức ngày 5 tháng 6 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Thân, nạp âm, Tuyền Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.